App VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng các bạn đến với khoa học môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của trường Dẻo trực tuyến VietJack. Và hôm nay thì cô trò mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau khám phá tiếp bài 2, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Và trong tiết học số 2 này thì cô trò mình sẽ cùng nhau vào phần luyện tập và cùng nhau làm các bài tập ôn tập về các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 1000. Chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập số 1. Và trong bài tập số 1 này thì yêu cầu của đề bài đó là yêu cầu chúng mình phải điền số, đúng chưa ạ? Ở đây thì chúng mình sẽ có một bảng. Trong bảng này thì sẽ có số gì nhỉ? Hàng thứ nhất là số bị trừ này, số trừ và hiệu là hàng thứ ba. Và tương ứng mỗi cột này thì sẽ là nhiệm vụ của chúng mình cần phải đi tìm gì đây ạ? Đi tìm hiệu. Đây, những chỗ hỏi chấm này chúng mình phải điền vào dấu hỏi chấm này. Có nghĩa là ta phải đi tìm hiệu, đúng chưa ạ? Tương ứng mỗi cột này chính là một phép tính mà chúng mình cần phải thực hiện. Thì ở đây chúng mình biết rồi ạ, hàng thứ nhất là các số bị trừ, hàng thứ hai là số trừ và hàng thứ ba là hiệu. Thì các bạn hãy nhớ lại giúp cô xem cách để tìm hiệu thì chúng mình phải làm như thế nào ạ? Để tìm được hiệu thì ta cần phải lấy số bị trừ, trừ đi số trừ, đúng chưa ạ? Thì chúng mình sẽ tìm ra hiệu. Và ở đây trong cột thứ nhất thì đã được làm mẫu rồi ạ. Ở đây số bị trừ là 1000, số trừ là 200 và hiệu là 800, đúng chưa? Lấy 1000 trừ 200 thì sẽ ra hiệu là 800. Tương tự các bạn hãy tìm giúp cô hiệu cho các phép tính còn lại. Đối với phép tính thứ hai đó là số bị trừ là 563, số trừ là 137. Bây giờ các bạn hãy thực hiện giúp cô phép tính trừ 563 cho 137 thì chúng ta sẽ tìm ra hiệu, hay chính là số dấu hỏi chấm ở đây, đúng chưa? Ở đây thì ở trong bảng này người ta đã đặt tính như thế nào đây nhỉ? Thẳng cột rồi. Vậy thì cô sẽ thực hiện phép tính trừ ở trên bảng này luôn. Hoặc là các bạn nào mà cảm thấy không tự tin khi thực hiện phép tính trừ ở đây, hoặc là sợ chúng mình làm sai mà chúng mình điền vào vở bị sai, thì chúng mình hãy thực hiện giúp cô phép tính trừ này ra ngoài nháp. Đây, đặt tính theo cột dọc này. 563 trừ đi 137, được chưa? Rồi, thực hiện phép tính trừ này. Khi thực hiện phép tính trừ thì chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Chúng mình sẽ có ở hàng đơn vị này 3 không trừ được 7, chúng mình mượn 1 là 13, 13 trừ 7 thì còn 6, viết 6 nhớ 1. Tiếp theo đến hàng chục, 3 thêm 1 là 4, 6 trừ 4 thì còn 2, chúng mình viết 2. Viết kết quả các bạn cũng viết thẳng cột, được chưa ạ? Thẳng cột với hàng này. Tiếp theo này, đến hàng trăm mình sẽ có 5 trừ 1 là bằng 4. Rồi, như vậy chúng mình tìm được hiệu đây là 426. Điền vào trong bảng 426. Đó. Rồi, tiếp theo thì trong cột thứ hai chúng mình sẽ có phép tính trừ nào nhỉ? Đây, 210 trừ đi 60. Đặt tính ra ngoài nháp này, 210 trừ 60. Rồi, cô lưu ý này, khi chúng mình đặt tính theo cột dọc ra ngoài nháp thì các bạn phải đặt tính làm sao để cho các hàng phải thẳng cột với nhau. Đây này, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Còn ở trong phép tính trừ này thì số trừ không có hàng trăm nên chúng mình cứ để trống như thế này. Nhớ là vẫn phải đặt tính làm sao để các hàng phải thẳng cột với nhau, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện phép tính trừ này. 0 trừ 0 bằng 0. Tiếp theo đến hàng chục này, 1 không trừ được 6, mượn 1 là 11 trừ 6 thì còn mấy nhỉ? Còn 5. Viết 5 và nhớ 1. Rồi ở đây chúng mình sẽ có 1 ở đây này, 2 trừ 1 thì bằng 1, được chưa? Tại vì chúng mình vừa mượn nên bây giờ chúng mình phải trả vào đây. Vậy chúng mình được kết quả của trong phép trừ này là bằng 150. Điền vào bảng 150. Rồi, mình đến với phép tính tiếp theo thứ ba này, số bị trừ là 100. Số trừ là 26 thì chúng mình sẽ tìm hiệu bằng cách lấy 100 trừ đi 26. Đây, 100 trừ 26. Rồi bây giờ các bạn thực hiện trừ này, từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 0 không trừ được 6, chúng mình mượn 1 là 10, 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. 4 này chúng mình viết thẳng cột với hàng đơn vị. Tiếp theo, 2 thêm 1 bằng 3. 0 không trừ được 3, chúng mình mượn 1 là 10, 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Được chưa? Còn ở đây chúng mình sẽ có 1 ở đây này, 1 trừ 1 bằng 0. Thì 0 ở chỗ hàng trăm này chúng mình không cần phải viết. Vậy chúng mình được kết quả cho phép trừ là bằng 74. Điền vào trong bảng 74. 100 trừ 26 thì bằng 74. Rồi đến với phép tính cuối cùng, khi mà số bị trừ là 216, số trừ là 132 thì chúng mình sẽ có hiệu là như thế nào nhỉ? Lấy 216 trừ đi 132. 216 trừ 132. Chúng ta sẽ thực hiện bước tính trừ này. Bắt đầu từ hàng đơn vị, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Hàng chục này, 1 không trừ được 3, chúng mình mượn 1 là 11. Vậy ta sẽ có 11 trừ 3 bằng 8, viết 8 và nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2 và 2 trừ 2 bằng 0, đúng chưa? 0 ở đây thì chúng mình không cần phải viết. Vậy chúng mình được kết quả của phép trừ là bằng 84. Điền vào đây là 84. Chưa? Đó, như vậy là cô trò mình đã cùng nhau tìm ra hiệu cho các phép tính trừ còn lại ở trong bài tập số 1. Nhớ là khi chúng mình tìm hiệu thì chúng mình sẽ lấy số bị trừ, trừ đi số trừ thì sẽ ra hiệu, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua bài tập số 2. Đến với bài tập số 2. Trong bài số 2 này cũng là một bài yêu cầu chúng mình phải điền số, được chưa? Ở trong bài này thì chúng mình nhìn thấy này, chúng mình sẽ có hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Và trong hình vuông thì đã có số đã cho rồi. Và để tìm ra được số ở trong hình tròn này thì các bạn cần phải thực hiện phép tính, đó là 305 cộng với 105, đúng chưa? Thì chúng mình sẽ tìm ra kết quả cho dấu hỏi chấm ở trong hình tròn. Tiếp theo thì để tìm được dấu hỏi chấm này, số ở trong hình tam giác này thì chúng mình cần phải tìm ra số ở trong hình tròn trước, sau đó chúng mình lấy số này trừ đi 205 thì sẽ ra số ở trong hình tam giác. Bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng nhau thực hiện để tìm ra từng dấu hỏi chấm này. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng cô thực hiện phép tính cộng 305 cộng với 105 để tìm ra số ở trong hình tròn trước này. Cô sẽ đặt tính theo cột dọc này. 305 cộng với 105. Rồi, các bạn thực hiện cộng cùng với cô này. Cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Lưu ý là nhớ khi đặt tính chúng mình phải đặt tính làm sao để cho các hàng phải thẳng cột với nhau. Khi đó thì chúng mình mới thực hiện cộng được kết quả chính xác. Đầu tiên hàng đơn vị ta có 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. Và mình sẽ có hàng trăm là 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Đó, như vậy chúng mình được kết quả trong phép cộng này là 410. Thì chúng mình sẽ điền vào hình tròn này, 410. Đó, rồi tiếp theo để tìm ra số ở trong hình tam giác này thì chúng mình sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? 410 trừ đi 205, đúng chưa? Đây, cô cũng đặt tính ra nháp này. 410 trừ đi 205. Đó, vậy chúng mình sẽ được kết quả bao nhiêu? Thực hiện phép tính trừ cùng cô này. 0, không trừ được 5 thì cô sẽ mượn 1 là 10. 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 và nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0, thẳng cột với hàng chục này. Đến hàng trăm mình sẽ có 4 trừ 2 bằng 2. Đó, như vậy chúng mình được kết quả cho phép tính trừ là 205. Rồi, cô sẽ viết vào trong hình tam giác này. Được chưa? Đó, như vậy là cô trò mình vừa hoàn thành xong bài tập số 3 và chúng mình ôn lại được phép tính cộng và phép tính trừ trong phạm vi 1000, được chưa? Cô nhắc lại này, cô sẽ lưu ý với bạn khi chúng mình đặt tính thì chúng mình sẽ đặt tính làm sao để cho các hàng phải thẳng cột với nhau. Sau đó thì chúng mình mới thực hiện được phép tính chính xác. Và khi thực hiện phép tính cộng cũng như phép tính trừ thì ta sẽ thực hiện từ phải qua trái và bắt đầu từ hàng đơn vị, rồi đến hàng chục, rồi đến hàng trăm, được chưa? Khi đó thì các bạn sẽ tìm ra được kết quả chính xác. Và nhớ là trong hàng nào, trong bước nào mà chúng mình có nhớ thì chúng mình phải trả để chúng mình tìm ra được kết quả chính xác, được chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển qua bài tập tiếp theo, bài tập số 3. Và chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Trong bài số 3 này, câu A, những chum nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150? Câu B, những chum nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau? Rồi, bây giờ thì bài toán này sẽ liên quan đến bức tranh mà đề bài cho đây. Các bạn hãy cùng quan sát vào trong bức tranh này. Ở trong bức tranh này thì chúng mình thấy xuất hiện gì nhỉ? Đây là một gia đình, bố, mẹ và bạn nhỏ này thì đang gì nhỉ? Đang múc nước vào các chum, đúng chưa? Múc nước hoặc là múc múc dầu đây thì chúng mình không nhìn rõ, nhưng mà đây là hoạt động các bạn đang múc nước vào trong chum. Vậy thì chúng mình thấy là ở trên những chum này, các bạn chú ý vào những chiếc chum này, trên những chiếc chum này thì sẽ có các phép tính cộng và các phép tính trừ, sẽ được đánh số tên của các chum là A, B, C, D và E. Mỗi chum này thì sẽ có một phép tính cộng hoặc là phép tính trừ. Và đề bài yêu cầu chúng mình là gì ạ? Những chum nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 là câu A yêu cầu này. Phép tính có kết quả lớn hơn 150, đúng chưa? Còn câu B thì yêu cầu chúng mình làm gì ạ? Những chum nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau. Rồi, vậy để tìm ra chiếc chum mà có phép tính ghi kết quả lớn hơn 150 hoặc là chum nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau thì trước tiên chúng mình phải đi tìm giúp cô kết quả của từng phép tính ở trong mỗi chum, đúng chưa? Sau đó thì chúng mình mới tìm ra được chum nào có kết quả là lớn hơn 150 hoặc là kết quả của hai chum nào là bằng nhau. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đi thực hiện các phép tính này. Đầu tiên là phép tính ở trong chum A. Chum A có phép tính là 135 cộng với 48. Bây giờ cô sẽ thực hiện phép tính cộng này ra ngoài nháp bằng cách đặt tính theo cột dọc này. 135 cộng với 48. Rồi, các bạn sẽ thực hiện bình thường thôi ạ. Từ phải qua trái bắt đầu từ hàng đơn vị này. Đây, cô sẽ viết dịch lên tí. Rồi, hàng đơn vị thì chúng mình sẽ có là 5 cộng với 8 thì bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8. Viết 8. Và cuối cùng hàng trăm thì chúng mình sẽ hạ 1 xuống. Đó. Như vậy ở trong chum A chúng mình có kết quả là phép tính cộng là 183. Đây, cô sẽ ghi ở đây là chum A. Đó. Rồi chúng mình thực hiện đến chum B. Chum B này. Chum B thì có phép tính là 80 cộng với 27. Rồi, bây giờ các bạn thực hiện phép tính cộng này. 0 cộng 7 bằng 7. 8 cộng 2 bằng 10, viết 10. Đó, như vậy trong chum B chúng mình được kết quả là 107. Đến với chum C. Chum C là phép tính trừ, 537 trừ đi 361. Cô sẽ đặt tính này. Chum này là chum C này. 537 trừ đi 361. Rồi chúng mình cùng cô tìm kết quả cho phép tính trừ này. 7 trừ 1 thì bằng 6, viết 6. Nhớ là viết thẳng cột với hàng đơn vị. Tiếp theo này, 3 không trừ được 6, cô mượn 1 là 13. 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 và nhớ 1. Chúng mình nhớ 1 thì bây giờ chúng mình trả vào đây. 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 thì bằng 1, viết 1 thẳng với cột hàng trăm. Vậy chúng mình có kết quả cho phép tính trừ ở trong chum C là bằng 176. Đến với chum tiếp theo là chum D. Chum D này thì chúng mình có phép tính là phép tính cộng là 25 cộng với 125. Đây, cô sẽ đặt tính này. 25 cộng với 125. Rồi, các bạn thực hiện cùng với cô này. Hàng đơn vị ta sẽ có 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 và nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Và cuối cùng là hạ 1 xuống. Đó, vậy chúng mình đã được kết quả cho chum D. Đến với chum cuối cùng đó là chum E. Thì chúng mình có phép tính trừ là 216 trừ đi 109 này. Chum E là chum cuối cùng. 216 trừ đi 109. Rồi các bạn tìm giúp cô kết quả này. Ta sẽ có như sau. 6 không trừ được 9 thì cô sẽ mượn 1 là 16. 16 trừ đi 9 thì còn 7. Viết 7 và nhớ 1. Ở đây ta có 0 thêm 1 là 1. 1 trừ 1 bằng 0. Viết 0. Và cuối cùng chúng mình sẽ có 2 trừ 1 bằng 1. Đó. Như vậy chúng mình được kết quả của phép tính trừ ở chum E là 107. Rồi bây giờ thì đã tìm được hết kết quả của từng chum. Chúng mình sẽ cùng xem là chum nào có kết quả lớn hơn 150. Đúng chưa? Rồi kết quả này. 180. Đúng chưa ạ? À, lớn hơn 150 rồi. Vậy thì chum A này sẽ là chum cho câu trả lời của phần A này. Tiếp theo chum nào nữa ạ? 107 bé hơn 150. Tiếp theo này, 176 lớn hơn 150 chưa? À, rồi. Vậy chúng mình có chum C cũng thỏa mãn yêu cầu này. Đây, 150 thì bằng 150. Vậy thì không thể lớn hơn 150 được. Và cuối cùng chùm E là 107 nhỏ hơn 150, đúng chưa? Như vậy thì ở trong phần A, những chùm ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 là chùm nào nhỉ? Là chùm A và chùm C, đúng chưa? Có kết quả là 183 và 176. Rồi bây giờ chúng mình sẽ trả lời này. Cùng cô trả lời phần A. Cô sẽ ghi sang phía bên này nhá. Những chùm ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 nào. Đó, chúng mình sẽ trả lời như vậy. Những chùm ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 là chùm nào nhỉ? Là chùm A và chùm C. Là chùm A và chùm C. Đó, rồi xong phần A, chúng mình đến với phần B này. Những chùm nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau? Rồi bây giờ các bạn lại nhìn giúp cô vào các kết quả của các phép tính này. Chúng mình thấy gì nhỉ? Chúng mình thấy ngay này. Đó, hai chùm có kết quả bằng nhau, đó là 107. Đó là chùm gì nhỉ? Đó là chùm B, đúng chưa? Và chùm E, được chưa? Đó, hai chùm này. Rồi bây giờ chúng mình sẽ trả lời này. Hai chùm có kết quả ghi phép tính bằng nhau là chùm B và chùm E. Đây. Hoặc là những chùm ghi kết quả có phép tính bằng nhau là đều được. Những chùm ghi phép tính có kết quả bằng nhau là chùm nào các bạn nhỉ? Là chùm B và chùm E. Là chùm B và chùm E. Rồi các bạn có thể mở ngoặc ghi cái kết quả của phép tính này là 107 vào đây cũng được. Đó. Rồi, như vậy là chúng mình đã trả lời xong bài tập số 3, tìm ra những chùm mà có kết quả lớn hơn 150. Đó là chùm gì nhỉ? Đó là chùm A này. Và chùm nào nữa nhỉ? Và chùm C. Đó, còn hai chùm mà có kết quả bằng nhau đó là chùm B và chùm E. Đấy, chùm B. Đó, là chùm mà có kết quả bằng nhau này. Đó. Đó, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ chúng mình chuyển qua bài tập tiếp theo. Chúng mình cùng đến với bài tập số 4 này. Ở một trường học, khối lớp 3 có 142 học sinh. Khối lớp 4 có ít hơn khối lớp 3 18 học sinh. Hỏi, câu A, khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh? Câu B, cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau phân tích đề bài cùng với cô này. Một bài toán có lời văn. Đề bài cho chúng mình biết được gì nhỉ? Ở một trường học, khối lớp 3 có 142 học sinh. Đây, lớp 3 này, khối lớp 3 thì có 142 học sinh. Tiếp theo, khối lớp 4 thì có ít hơn, lưu ý là ít hơn khối lớp 3 18 học sinh. Rồi, đề bài hỏi chúng ta điều gì ạ? Đề bài hỏi chúng mình hai câu hỏi. Câu đầu tiên, A, khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh? Câu B, cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? Rồi chúng mình hãy cùng tìm lại đề bài này. Trong đề bài thì chúng mình biết điều gì nhỉ? Khối lớp 3 có 142 học sinh rồi. Khối lớp 4 có ít hơn khối lớp 3 18 học sinh. Vậy để tìm được khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh thì chúng mình phải làm điều gì ạ? Đây, biết học sinh của khối lớp 3 rồi và biết là khối lớp 4 có ít hơn khối lớp 3 là 18 học sinh. Ít hơn thì chúng mình phải làm phép tính gì các bạn nhỉ? Ít hơn có nghĩa là chúng mình phải thực hiện phép tính trừ. Vậy để tìm ra số học sinh của khối lớp 4 thì chúng mình sẽ lấy số học sinh của khối lớp 3 là 142 trừ đi 18, có nghĩa là số học sinh ít hơn này, được chưa ạ? Thì chúng mình sẽ tìm ra số học sinh của khối lớp 4. Rồi đến với câu B, đó là cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? Đây, cả hai Đó, các bạn lưu ý vào các từ khóa này. Cả hai. Vậy để biết xem là cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh thì chúng mình cần phải thực hiện phép tính gì nhỉ? Chúng ta phải biết xem là mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh. Sau đó thì chúng mình sẽ lấy học sinh của khối lớp 3, số học sinh của khối lớp 3 cộng với số học sinh của khối lớp gì nhỉ? Khối lớp 4 vừa tìm được ở câu A thì chúng mình sẽ ra đáp số cho xem là cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh. Bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng nhau vào bài giải này. Bài giải đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm câu A, đáp số cho câu A trước. Đó là số học sinh của khối lớp 4 là, hoặc là khối lớp 4 có số học sinh là đều được. Chính là lời giải này. Số học sinh của khối lớp 4 là rồi, chúng mình sẽ có phép tính là gì ạ? Lấy số học sinh của khối lớp 3 là 142 trừ đi 18. Phép tính là 142 trừ đi 18. Đây là một phép tính trừ giữa số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số. Cô sẽ tìm ra kết quả bằng cách là đặt tính phép tính trừ này ra ngoài nháp theo cột dọc này. Cô sẽ ghi sang phía bên này. 142 trừ đi 18. Các bạn thực hiện trừ cùng với cô này. 2 không trừ được 8 thì cô mượn 1 là 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 và nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 còn 2, viết 2. Và sau đó cô hạ 1 ở trên xuống. Đó, chúng mình đã tìm được ra số học sinh của khối lớp 4 là 124. Ghi vào đây. Và đơn vị của chúng mình là học sinh. Đó. Như vậy là chúng mình đã tìm ra kết quả cho câu hỏi A. Đến với câu B này, cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? Bây giờ thì chúng mình biết được học sinh khối lớp 4 rồi, biết được học sinh khối lớp 3 rồi, chúng mình sẽ cộng hai số học sinh của hai khối lớp này thì chúng mình sẽ ra cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh. Câu B, chúng mình sẽ có lời giải là gì ạ? Cả hai khối lớp có số học sinh là, hoặc là số học sinh của cả hai khối lớp là đều được. Đây. Số học sinh của cả hai khối lớp là chúng mình sẽ có số học sinh của khối lớp 3 là 142 cộng với số học sinh của khối lớp 4 vừa tìm được là 124. Bây giờ cô sẽ thực hiện phép tính cộng này ra ngoài nháp để tìm ra kết quả này. 142 cộng với 124. Rồi, thực hiện cộng này. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 2, viết 2. Đó, vậy chúng mình tìm được kết quả là 266 học sinh. Rồi, sau đó thì các bạn nhớ đáp số giúp cô. Đáp số. Câu A là bao nhiêu nhỉ? 124 học sinh. Và câu B là 226 học sinh. 266 ạ. Đó. Như vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong bài tập số 4, một bài toán có lời văn. Và trong bài tập số 4 này chúng mình cũng được ôn tập các phép tính trừ cũng như phép tính cộng ở trong phạm vi 1000, đúng chưa? Và bài tập số 4 này cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì cô cần phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và nhớ là về nhà ôn tập lại giúp cô các bài tập mà cô trò mình cùng vừa mới khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.